Bà con đang theo dõi bản tin thị trường phân bón và lúa gạo. Bản tin được phát sóng định kỳ vào lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Kính mời quý bà con đăng ký kênh và theo dõi. Ngay sau đợt điều chỉnh tăng nhẹ vào đầu tuần thì hôm nay giá phân bán lẻ đã bình ổn trở lại. Giá được điều chỉnh đúng với mức giá hồi đầu tháng 7. Như vậy sau hơn một tuần biến động thì giá phân đã có dấu hiệu đi ngang và ổn định. Dù gặp bất lợi về thời tiết, sau ngày hôm nay giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long bất ngờ tăng nhẹ. Đáng chú ý, một số chủng loại tăng từ 100 đến 150 đồng trên một ký. Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa bà con, cập nhật nhanh trên trang điện tử thị trường phân bón.com ngày hôm nay, giá phân bán lẻ tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã giảm và điều chỉnh theo chiều hướng đi ngang. Dấu hiệu này cho thấy thị trường giao dịch phân bán lẻ vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Bà con cũng lưu ý, giá này sẽ được điều chỉnh tùy theo địa phương và đại lý bán và mức giá được cập nhật trên mỗi bao phân 50 kg. Phân ure Bình Điền giá từ 475.000 đồng đến 510.000 đồng trên một bao. Phân ure Ninh Bình giá từ 480.000 đồng đến 490.000 đồng trên một bao. Phân ure Cà Mau giá từ 480.000 đồng đến 520.000 đồng trên một bao. Phân ure Phú Mỹ giá dao động từ 450.000 đồng đến 500.000 đồng trên một bao. Các loại phân khác như DAP và NPK bình ổn, chi tiết như sau. DAP Hồng Hà Xanh giá từ 830.000 đồng đến 860.000 đồng trên một bao. DAP Trung Quốc Nâu 64% giá từ 680.000 đồng đến 720.000 đồng trên một bao. DAP Hàn Quốc Đen giá từ 1.100.000 đồng đến 1.200.000 đồng trên một bao. DAP Đình Vũ giá dao động từ 690.000 đồng đến 740.000 đồng trên một bao. Phân NPK 16-18 Bình Điền giá từ 750.000 đồng đến 790.000 đồng trên một bao. Phân NPK 16-18 Cà Mau giá từ 750.000 đồng đến 780.000 đồng trên một bao. Phân NPK 16-18 Ba Con Cò giá từ 900 đến 950.000 đồng trên một bao. Kali Cà Mau giá từ 670.000 đồng đến 690.000 đồng trên một bao. Kali Canada giá từ 600 đến 640.000 đồng trên một bao. Như vậy, giá phân bón giảm, một mặt giúp bà con nông dân giảm bớt khó khăn, nhưng mặt khác gây áp lực lớn lên các doanh nghiệp phân bón. Tuy nhiên, điều này vẫn đem lại điều tích cực cho bà con nông dân. Dự báo giá sẽ được ổn định cho đến giữa tháng này, sau đó sẽ biến động nhẹ. Tiếp theo, mời bà con cập nhật giá lúa tươi và thị trường xuất khẩu gạo trong tuần. Theo đó, một tín hiệu lạc quan cho thị trường lúa tươi cuối tuần đó chính là giá tăng nhẹ. Khảo sát nhanh tại các vùng trọng điểm như Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang và An Giang, các chủng loại lúa OM và Đại Thơm đều tăng từ 100 đến 150 đồng trên một ký. Chi tiết mời bà con theo dõi. Cập nhật tại Long An, Đồng Tháp, giá lúa tươi như sau. OM 380 giá từ 6.200 đến 6.350 đồng trên một ký. Đại Thơm 8 giá từ 6.700 đến 6.850 đồng trên một ký. Nếp An Giang giá từ 5.700 đến 5.850 đồng trên một ký. Nếp Long An giá từ 6.200 đến 6.450 đồng trên một ký. Ất Tê 24 giá từ 7.300 đến 7.450 đồng trên một ký. Lúa Ất Tê 25 ở mức 7.100 đến 7.350 đồng trên một ký. Trong khi đó, tại Kiên Giang và An Giang giá được cập nhật như sau. OM 380 giá từ 6.300 đến 6.600 đồng trên một ký. OM 18 giá từ 6.600 đến 6.800 đồng trên một ký. OM 5451 giá từ 6.300 đến 6.400 đồng trên một ký. Đại Thơm 8 giá dao động từ 6.750 đồng đến 6.900 đồng trên một ký. Nàng Hoa 9 giá từ 6.800 đến 7.050 đồng trên một ký. RVT giá từ 6.800 đến 7.000 đồng trên một ký. DS1 ở mức 6.700 đến 7.200 đồng trên một ký. Lúa Tài Nguyên giá từ 6.800 đến 7.050 đồng trên một ký. Nếp Long An giá dao động từ 6.300 đến 6.500 đồng trên một ký. Nếp An Giang giá từ 5.800 đến 6.100 đồng trên một ký. Nhiều doanh nghiệp nhìn nhận giá lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long đang tăng với nhiều kỷ lục được xác lập không chỉ ở trong nước mà cả trên thị trường xuất khẩu. Với việc giao dịch ở mức dao động từ 500 đến 508 đô la Mỹ trên một tấn, gạo Việt Nam đã đạt kỷ lục mới trong 2 năm gần đây. Giá gạo cao đã kéo theo giá thu mua lúa trong nước tăng mạnh và vượt Thái Lan, đối thủ nặng ký đã xác lập gần 1/3 thế kỷ qua. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu duy trì ổn định ở mức 508 đô la Mỹ trên một tấn đối với gạo 5% tấm, gạo 25% tấm ở mức 488 đô la Mỹ trên một tấn và gạo Jasmine ổn định ở mức 578 đô la Mỹ trên một tấn. 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu gạo là điểm sáng trong bức tranh xuất khẩu nhờ nhu cầu tăng mạnh của các quốc gia. Dự báo nhu cầu gạo từ nay đến cuối năm của Philippines và Trung Quốc còn dư địa khá lớn. Đây cũng là cơ hội cho ngành lúa gạo của Việt Nam.
Đến đây, thông tin thị trường phân bón và lúa gạo cũng kết thúc. Bản tin được phát sóng định kỳ vào lúc 6 giờ sáng thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Phú Nông. Bà con cũng có thể chia sẻ thông tin về lúa gạo và phân bón tại khu vực của mình bằng cách bình luận trực tiếp vào bên dưới video. Mến chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo. Phú Nông mang đến sự khác biệt.